bão Goni đã vào Biển Đông. Sáng sớm nay, mùng 2 tháng 11, bão Goni đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong mùa mưa bão năm nay, khi vào Biển Đông bão đã giảm cường độ, còn ở cấp 9, giật cấp 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày mùng 2 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đến 4 giờ ngày mùng 3 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, 60-90 km/h, giật cấp 11, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 12,0-17,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5-120,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đến 4 giờ ngày mùng 4 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 310 km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 240 km, cách Phú Yên khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 12. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày mùng 5 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Trong 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Nguyễn Dương.